thấy nó mở đường 20 mét, anh để chờ chờ ấy, không muốn bán, muốn tìm ví dụ, tìm mấy người quen quen, ví dụ cổ phần do anh chỉ muốn bán có một nửa thôi, hiểu không? Dạ. Hoặc là bán hai phần, muốn giữ lại một phần. Từ suối Tiên mà ra Hương Lộ khoảng cây cây rưỡi, 2 cây, không tới 2 cây ạ. Không tới. Dạ. Đo đây này. Thì từ khúc này mình nhìn ra thì bao nhiêu? Xung quanh nhà kia của quanh toàn trang trại. Dắt mình vào trong này có 2 cái trang trại trong này nữa, một cái trại gà với lại một cái trại gà vườn chanh đã lắm. Hay vườn chanh chỗ này là vườn chanh thì nó chặn nước vào nhá, nước nó nhiều, nó chanh quả sai nó mọng thôi rồi luôn. Có một cái trại gà với 2 cái trại vườn của cái ông kia. Đúng là nuôi trồng chanh là hay nuôi gà là vậy anh. Phân gà nó tốt á, chanh nó phù hợp lắm. Nhìn như này thiên nhiên rồi, quá thích luôn. Đây, anh bạn vườn chanh vừa đang hái này, vườn chanh bên đây này, đó các bạn đang hái này. Hồi hồi ôm sùm luôn này, dạ quá tốt luôn. Vườn chanh sai chữ quả luôn. Cô, vâng. Đấy, chanh, thấy không? Dạ, quá thích chanh. Mỏng chanh. Mày muốn nhấy đâu mà xuống nhìn chùm 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 này. Ồ, quả này to đùng luôn này. Đó. Tí nữa quay lại xuống coi. Trồng sen dừa đi vào chỉ cho mấy cái chạy chạy gà này. À đây chạy gà to kìa. Đang chạy đi vào nó có. Họ đang ủi đường. À đây. Đây là khu này nó làm khu đô thị này. Khu đô thị từ mình chanh của bà này đi hái chanh không cũng khùng người luôn. Chanh thu 5 triệu ít rồi. Vâng, ôi quả kìa. Thấy không, thấy quả không? Khiếp. Gì dít đâu. Đấy, chạy gà này. Trong kia có 2 cái chạy nữa. Những vùng này đất nhìn chanh chưa? Dạ. Đang bảo nó có nước. Rồi là phân gà nó ném mấy cái bao nó ủ kìa. Thấy không? Dạ. Đường đang ủi đây này. Không phải cái xe nó làm nó vào đây thôi. Ủi xong lâu rồi. Ủi xong lâu. Cây cối quá tốt. Dừa chuối này. Đó, làm một cái nhà kiểu tiền chế này. Ở này. Rồi có ông này cũng làm cái nhà công. Ông anh nên là. Đó, cái nhà công chưa? Dạ, đẹp này. Đơn giản. Đó, đó. Ông trồng cây ăn trái. Mấy mốt cái làng biệt thự suối Tiên làm ra thì vùng này thôi, cứ thế mà lên thôi, ăn theo. Này phải cả 1-2 hectare đấy chứ anh. Quả đúng mọng, mọng nước kìa. Ồ, to lắm luôn chứ, nhìn này. Thôi người mà hái chứ hái sao mà hết được. Chanh này mọng nước kinh khủng luôn. Quả to. Quả này không mà chanh suối Tiên. Anh em tôi hôm nay đang đi khảo sát tìm một số lô đất ở gần làng biệt thự suối Tiên. Đấy, quả chanh này. Đây anh toàn quả không là quả này mọi người. Đây. Tôi đi khảo sát đất gần làng biệt thự suối Tiên nha. Mọi người có thể lên báo Khánh Hòa xem làng biệt thự suối Tiên quy mô của nào nhá. Còn vài trăm hecta đấy. Chanh tốt quá. Quả này. Mọi người nghe tiếng suối chảy không? Đó, nước ấy, suối chảy đấy. Tí nữa tôi sẽ đi từ vị trí này ra đến Hương Lộ 39 cho mọi người xem nhá. Gần lắm. Triệu bạc chứ ít đâu. Mệt mỏi. Đâu cần gì phải to tát đâu em. Làm
hecta chanh mấy ngày 2 triệu. Thật đấy chưa? Hai vợ chồng túc tắc đúng không? Dạ. Yeah. Anh đang trồng 300 cây dừa ngoài Ninh Hòa, hy vọng 5 năm nữa tắc ngày chặt triệu tiền dừa, tháng 360 ngày kiếm 360 triệu, năm 360 ngày kiếm 360 triệu, ngày 1 triệu ở quê tiêu ra hết. Dạ. Yeah. Ôi nhà to không? Đây chùa. Chùa. Đây là cái chùa. Có cái nhà ở kia to, cái nhà yến. Dạ. Yeah. Mấy cái nhà yến đâu. Có 4 1 2 3 4 nhà yến. Ba. Trên này nó mưa khoảng cơn 2 cơn đấy là cây nó xanh kinh lắm. Dạ. Yeah. Yeah, đẹp, phong toàn nhà to, nhà mới. Đây nhà biệt thự mới này. Đây lên tới Hương Lộ 39 rồi đây. Quá gần luôn. Bên chợ này, bên hông chợ. Dạ, yeah, đây chợ luôn. Đây, đây quay mấy cái nhà mới xây, cái biệt thự này mới xây này. Dạ, yeah, anh đi anh đây luôn này. Quán cà phê mới xây này. Đây vòng lại luôn, khúc này luôn. Dạ. Yeah. Gần chợ đây. Đó, cái biệt thự nhà này xây sát chợ này. Trường học ngay đây luôn đây. À, chợ này, giờ. Chợ Suối Tiên. Nói chung là tiện ích đầy đủ. Xây một cái nhà mới, xây với cái nhà yến tới chỗ này quan trọng đó, nhà yến này này kết nối ra khu công nghiệp Suối Dầu. Đẹp quá nhỉ. Đây về Nha Trang khoảng 15 cây trường mầm non kìa, quá gần. Nét không đầy đủ cho cái khu vực này. Điện nước mấy nơi rồi. Quán cà phê. Quán cà phê đang xây. Quán cái cây xăng đây. Đây có cây xăng ở đây luôn. Có đầy đủ chứ. Cây xăng. Nhà nghỉ. Ok, không ai quan nhà. Ai quan tâm thì kết nối để đi xem một vài lô đất đẹp. Ok, xin chào.